Tôi nhìn với mấy anh. Thôi thấy sao? Chính là nó. Bắt nó lại. Mày lộn người rồi. Mày đây chỉ là mới cảnh cáo thôi. Muốn giữ cái mạng của mày, đánh xa người đàn bà xinh đẹp đó ra. Biết chưa mày? Hả mày? Đi. Alo. Tôi đã dằn mặt nó rồi. Được rồi, anh làm tốt lắm. Nhưng mà nên nhớ, những chuyện này chỉ có tôi và anh biết thôi nghe chưa. Ngay cả Thúy, bạn gái của anh, anh cũng không được hé răng nửa lời, biết chưa? Ok. Đừng có tưởng là tôi dễ bắt nạt nha. Còn lâu. Alo. Anh lại nhớ em rồi. Mau đến với anh đi người đẹp. Tôi vừa nhận email của công ty Thuận Thành. Họ không muốn ký hợp đồng với chúng ta nữa. Tại sao? Họ đưa ra rất nhiều lý do, nhưng tôi tin là do người đàm phán không thuyết phục được họ. Chúng ta không còn ai khác để gửi đi đàm phán sao? Nếu cô Minh Anh là người đàm phán, có thể mọi việc sẽ được giải quyết. Minh Anh? Ừ. Cô Minh Anh đã làm việc với người đại diện của Thuận Thành từ cái hợp đồng đầu tiên, cho nên có sự hiểu biết và tin tưởng lẫn nhau. Người đại diện của Thuận Thành cũng đã gửi yêu cầu thương lượng trực tiếp với cô Minh Anh. Như vậy mới đúng là đáng sống nè. Chị lấy giùm em cái điện thoại được không? Dạ. Nè chị. Alo, em nghe. Đầu giờ chiều trễ một chút. Trễ một chút mà bây giờ gần tan làm rồi, cũng không thấy mặt mũi đâu. Điện thoại gọi thì không được. Làm việc kiểu này không thể nào mà chấp nhận được. Trời đất ơi anh Lâm, anh bị sao vậy? Anh không sao, anh sơ ý bị té thôi. Xin lỗi anh tới trễ nha. Đã vậy rồi còn xin lỗi gì nữa. Anh sao té vậy? Rồi sao không gọi điện cho em? Điện thoại anh bị bể, anh gọi không được. Mình làm việc đi, hôm nay về trễ một tí nha. Thôi, anh đi về nghỉ đi. Bị vậy rồi còn làm việc gì nữa, mai làm. Anh không sao, anh làm được mà. Tụi mình là bạn bè, tuy không thân thiết gì nhưng cũng đã uống rượu với nhau rất nhiều lần. Bà còn gài bẫy thằng Hiệp khùng bồ tôi để trả tiền rượu cho bà nữa đó. Sao nay có bạn trai mới, giả bộ làm con nhà lành hả? Chị với má đã phải trả nợ cho em rất là nhiều lần. Em đâu có chịu sống chung với chị. Nhưng mỗi lần mà em tìm tới á, là chị biết em đang cần tiền. Bạn có nhớ mấy anh chàng trước kia không? Họ có thể sẵn sàng trả tiền trước màn trình diễn, gần như là khỏa thân của bạn. Bây giờ mà mấy người đó gặp lại bạn, chắc là họ bất ngờ lắm á. Không, không, người đó không phải là tôi. Người đó không phải là tôi. Người đó không phải là tôi. Sigh.
Ông Vĩ, ông Vĩ, sao không có thấy thông tin nào về ông này hết trơn vậy? Trời ơi, chết tôi rồi. Không, không có thấy một cái gì hết đó. Việt Lâm, ủa, ủa, trời đất ơi, anh bị làm sao vậy? Đi, đi vô bệnh viện chứ? Anh không sao đâu. Chào chị. Thấy tôi đây chị bất ngờ lắm hả? Anh bị người ta đánh rồi em. Bị đánh? Sao lại bị đánh? Anh vô tình biết được một số bí mật của người ta. Người ta không muốn tiết lộ. Người ta muốn anh câm miệng. Cho nên là... mà thôi, không sao đâu. Không được đâu, anh biết người đó là ai không? Báo công an đi anh. Chứ lỡ lần sau người ta ra tai nặng hơn thì sao? Không cần báo công an đâu. Anh muốn nhìn thấy người ta sống trong phập phòng lo sợ. Anh tin là tội ác một ngày nào đó cũng sẽ được phơi bày. Cũng sắp rồi. Em xin lỗi. Em không biết tại sao chị hai của em lại không thích anh nữa. Cô hãy luôn tin tưởng điều này. Ký ức của cô không hề bị mất đi. Vẫn nằm trong đầu cô. Nó cũng không hề chạy đi đâu hết. Muốn gặp lại nó thì chỉ cần gặp lại những người, những địa điểm, những người thương, hoặc là những âm thanh. Những thứ quen thuộc đó sẽ giúp trí nhớ của cô thức tỉnh thôi. Cứ xem như đây là kỳ nghỉ dưỡng đi. Cứ thoải mái tận hưởng. Đừng gây áp lực cho bản thân. Ký ức của cô sau khi ngủ chán chê thì nó cũng tự thức dậy thôi. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Anh, bác sĩ nói sao rồi em? Có nói khi nào em nhớ lại không? Bác sĩ chỉ nói là em đừng tạo áp lực cho mình. Vậy hả? Ừ, mà nè, mấy cái vết thương trên mặt anh sao rồi? Hay là đi khám đi cho yên tâm. Anh không sao đâu, bị thương phần mềm thôi à. Chỉ là anh mình đồng da sắt lắm, em đừng có lo. Anh đó lúc nào cũng vậy hết. Thôi, đừng căng thẳng nữa. Hay là mình đi chơi ở đâu cho khuây khỏa nha. Thôi, em không đi đâu. Em chỉ muốn về nhà thôi. Anh cũng nên về nhà nghỉ ngơi đi. Vậy cũng được. Vậy anh đưa em về nha. Dạ. Mình đi. Anh Việt Lâm. Hả? Ừ. Anh có biết đánh đàn guitar không? Biết. Nhưng mà chỉ đánh chơi cho vui thôi. Anh đánh không có giỏi. Vậy anh có thích uống trà lại không? Anh không thích uống trà. Mà sao vậy? Không, không có gì. Thôi mình về nha anh. Nè, bà nghe nói là người đại diện của Thuận Thành yêu cầu làm việc với con.
Con tính sao Minh Anh? Dạ con... Anh thấy cái việc em trở lại công ty cũng là một việc tốt á. Công ty này giúp cho cuộc sống của em trở nên thú vị và ý nghĩa hơn. Em thấy anh nói đúng không? Dạ, nhưng mà em cũng ở nhà một thời gian lâu quá rồi. Giờ thấy không có còn tự tin. Chị yên tâm đi. Chỉ cần có tình yêu lao động khi bước chân vào công ty, chị sẽ thấy hết lúng túng thôi. Mà theo em thì chị là một người có tâm với nghề nè, mà còn có tài nữa. Chị nên tận dụng tài năng đó đi, chứ đừng có như phụ nữ hồi xưa, lấy chồng rồi chỉ biết có chồng với con thôi. Chán lắm. Con đang càng khịa má đó hả? Con làm sao dám cà khịa chủ tịch phu nhân? Tuy là bây giờ chủ tịch phu nhân không có còn tham gia vô công việc kinh doanh nữa, nhưng mà cuộc sống của chủ tịch phu nhân rất là nhiều màu sắc. Nè, bây giờ chủ tịch phu nhân phải lo cho hàng trăm con người. Một năm phải lên biết bao nhiêu chương trình từ thiện. Tuổi trẻ tụi con có chạy hết hơi cũng không thể nào dí kịp chủ tịch phu nhân. Làm sao con dám cà khịa? Anh coi kìa, con gái anh đó, càng ngày cái miệng nó càng dẻo đó. Ngọc Vân chỉ là con gái mình anh thôi sao? Nếu vậy thì hai cha con mình đi tìm má cho con ha. Đi. Anh dám. Ba cũng nghĩ tới việc đưa con trở lại công ty. Năng lực của con được rất nhiều người công nhận, tương lai của con sẽ còn phát triển hơn nữa. Bà lớn tuổi rồi, sắp tới bà sẽ chính thức giao tập đoàn lại cho các con điều hành. Sống sau xô sống trước, bà tin là các con sẽ làm tốt hơn bà. Bà cũng rất là may mắn khi hai anh em tụi con đều được sinh ra ở vạch đích giống như tụi trẻ các con từng nói. Nhưng hai con đều không ý lại, luôn luôn cố gắng vươn lên. Bà má cũng rất tự hào về con đó, Minh Anh à. Bà tin rằng sắp tới con sẽ trở thành một nhân tố quan trọng không thể thiếu trong công ty nhà mình. Dạ. Em đừng có lo, em cứ trở lại công ty, giải quyết vụ Thuận Thành trước đi, rồi từ từ làm quen lại với công việc. Không ai ép em làm quá sức đâu mà sợ. Chị đừng có lo, còn có em gái xinh đẹp của chị nữa mà, em sẽ hỗ trợ chị hết mình. Anh. Công ty có nhiều người tài giỏi như vậy, sao em vẫn phải làm cái việc này? Em chưa sẵn sàng quay lại công việc đâu. Đâu có ai bắt em phải tiếp tục trở lại công việc đâu. Chỉ là nhờ em giúp vụ này thôi. Hợp đồng này trước kia em làm việc với Thuận Thành, bây giờ họ chỉ đích danh em, cho nên anh mới nhờ em giúp thôi. Sao vậy hả? Em lo lắng khi trở lại công ty làm việc hả? Em thấy không có tự tin. Với lại em muốn tập trung vào việc sinh con cho anh. Sinh con cho anh? Em muốn sinh cho anh một đứa bé bụ bẩm dễ thương, giống anh y đúc vậy á. Vợ yêu của anh, anh là thương vợ nhất luôn đó. Anh. Thời gian qua xảy ra nhiều chuyện quá. Nếu như mà em cư xử không đúng, anh đừng có giận em nha. Có gì đâu, mình là vợ chồng mà. Có gì không đúng á thì cùng nhau sửa đổi. Anh không để bụng mấy chuyện đó đâu. Em chỉ cần anh luôn luôn yêu em, mãi mãi ở bên cạnh em, bảo vệ em thì em không có sợ gì hết. Đương nhiên là vậy rồi. Hãy cứ như vậy mãi mãi nha. Nếu như muốn biết mình trước kia như thế nào thì mình cần phải vô đó. Ủa chị Mỹ Anh, lâu nay chị đi đâu vậy? Em tưởng đâu chị lên núi tu luôn rồi chứ. Ủa anh quen với tôi hả? Trời, chị khách mối đây mà sao không quen? Mấy người bạn thân của chị đang ngồi chơi ở trong á, gặp lại chị chắc họ vui lắm. Theo em nha. Trong này chị, mời chị. Dạ mời.
Vô đi chị. Mỹ Anh, em đi đâu lâu quá giờ anh mới gặp vậy? Vô đây chơi. Em vô đây. Vô vậy. Đây. Trời ơi, vô đây. Thuốc nè em, làm viên đi. Rồi mới về đó, em cứ chơi đi, anh lo cho. Thoải mái đi. Không. Thôi, làm cái gì, chơi đi mà em. Không. Bước tên ra, tránh ra. Làm cái gì. Rồi xuống, ngồi lại lên đầu. Vô vô. Chàng ơi. Con. Dạ. Thôi tối rồi, đi nghỉ đi. Vô con ngủ đi con. Chị Mỹ Anh dặn con là nếu làm bài xong thì đưa cho chị Mỹ Anh dò, nên con phải đợi chị Mỹ Anh. Thôi không sao đâu, bây giờ cũng tối dữ lắm rồi, con phải ngủ sớm. Con nít mà thức khuya quá không có tốt, cứ để đại đó đi. Chút mà chị Mỹ Anh về á thì cô Út sẽ nói với chị Mỹ Anh dò bài lại cho con, được không? Dạ, cô Út nhớ nhắc chị Mỹ Anh nha. Rồi, để đây cho cô Út nha. Dạ. Để đó cô Út dọn. Dạ, con cảm ơn cô Út. Ừ, đi ngủ đi con. Sao khuya quá rồi mà chưa thấy về nữa không biết. Nhỏ chưa về nữa hả cô Út? Ờ, dạ chưa chị ơi. Không biết con sao không? Sao khuya rồi chưa thấy về nữa không biết. Gọi điện mà cũng không nghe máy nữa chứ. Chị biết rồi đó. Nào giờ á, nó đi chơi có bao giờ nó về sớm đâu. Lúc nào đi về cũng khuya hết trơn hết trọi. Tại cô không hiểu thôi. Chứ giờ nó khác rồi. Ừ. Thì bây giờ nó cũng thay đổi rồi. Thay đổi 180 độ luôn. Nhưng mà cái tật đi chơi trễ vậy á, thì Alo. Công an hả? Sao má lại gọi giờ này? Khuya rồi mà má gọi con chi vậy? Cái gì? Sao lại bị bắt? Cô Út bảo lãnh cho chị về đi. Con có ra ngoài vào giờ này được đâu. Cái chuyện xấu hổ như vậy con không muốn tới tai nhà chồng con đâu đó. Con ngồi ở đây nghe không? Để Út đi vô coi má con làm gì ở trỏng mà chưa có ra. Nghe. Là mình, người đó không thể nào là mình được. Ủa, Mỹ Anh nó đâu mất tiêu rồi?
Em kêu nó ngồi ở đây chờ nè, mà nó đi đâu không biết nữa. Trời thì tối thui như vậy. Chết rồi, chia nhau đi tìm nó đi. Dạ. Mỹ Anh, Mỹ Anh, con đây rồi, con gái của má đây rồi. Mỹ Anh, má ơi. Út nè. Dạ. Cho mẹ anh vô phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi. Dạ, đi con. Con sợ lắm. Con sợ chính bản thân của mình. Con sợ tất cả. Con không muốn nhớ lại. Bây giờ con không muốn nhớ lại những chuyện đã qua. Con gái, Tốt nhất là không bao giờ nhớ lại, đúng không ạ? Bình tĩnh lại đi con. Tất cả những người con gặp lại đẹp nhất những chuyện mà con vô cùng xấu hổ. Tại sao con có thể làm những chuyện có thể xấu xa đến như vậy đó mà? Mà ơi, con sợ lắm. Bây giờ con phải làm sao hả mẹ? Con phải làm sao bây giờ hả mẹ? Con gái, con đừng quá xúc động, sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của con đó. Bác sĩ đã căn dặn những gì thì con phải ráng làm theo chứ con. Con phải cố giữ cho tinh thần thật là thoải mái, thật là vui vẻ nha con. Con đừng cố truy tìm ký ức của mình nữa, cũng đừng nghe những gì người khác nói về mình nghe con. Con là con gái ngoan của má. Bây giờ con chỉ cần biết như vậy thôi. Nghe con. Má, con gái tội nghiệp của má. Má ơi, có tội với con. Bây giờ má không biết phải làm sao với con đi Minh Anh ơi. Mọi chuyện thành ra như vậy rồi, má biết phải làm sao đây? Con nói đúng, thà con đừng nhớ lại gì hết sẽ tốt hơn. Con sẽ bắt đầu một cuộc đời mới bên cạnh má, bên cạnh cô Út, bên cạnh Diệt Lâm. Nếu nhớ lại hẳn con sẽ đau lòng biết mấy. Má của con, gái của con.
là hai người mà con hết mực yêu thương, giờ đây đã phản bội con, cướp đi thân phận của con, bắt con phải sống với một thân phận mà con cảm thấy tủi hổ. Con gái, má với em con nợ con. Món nợ này không cách nào trả được trong kiếp này. Con đừng tha tội cho má. Con đừng tha tội cho má con ơi. Quán bar Rose trên đường Võ Văn Tần, bên trong gần 300 nam nữ đang nhảy theo tiếng nhạc trong ánh đèn mờ ảo. Tại một phòng VIP trong quán bar, 10 thanh niên có mặt, 9 người có sử dụng chất ma túy. Mỹ Anh, gì vậy con? Mỹ Anh bị bắt. Cái gì? Đưa má coi coi. Má cho con mượn má. Là sao vậy? Má gọi cho em chưa? Em không biết. Má không có gọi. Vô thay đồ, anh với em coi bệnh con sao hả? Dạ. Hải Đăng, con nếu nó dính vào ma túy thì má nghĩ là nên tránh con à. Để cho truyền thông biết được thì sẽ ảnh hưởng uy tín của tập đoàn đó. Má đừng có lo, chuyện còn chưa rõ ràng mà. Con coi bệnh con sao? Con nghĩ sẽ có cách giải quyết ổn thỏa thôi. Má yên tâm đi, không có ảnh hưởng gì đâu. Nè em, đi, mình vô thay đồ em. Dạ, con xin phép. Đi. Mà cái con nhỏ này vẫn chưa hoàn toàn khỏe hẳn mà, nó đến những cái chỗ ăn chơi đó làm gì không biết. Mỹ Anh, chị thật sự không hiểu nổi tại sao em lại đi ba để bị dính líu rồi bị công an bắt nữa. Nín đi con. Em không thấy xấu hổ hả? Hay là em định quay lại con đường cũ? Em không có cố ý. Em cũng không biết là tại sao mình bị bắt nữa. Em xin lỗi. Xin lỗi? Từ nhỏ tới giờ em gây ra biết bao nhiêu chuyện, làm cái gì cũng chỉ biết xin lỗi. Bộ tưởng xin lỗi là xong hả? Em có biết cái chuyện em làm có thể ảnh hưởng đến danh dự gia đình nhà chồng chị Minh Anh? Em có biết em làm chị mất mặt đến cỡ nào không? Minh Anh, em đừng vậy mà. Thôi đi con, đừng có nặng lời với em như vậy. Em nó tới đó cũng chỉ để tìm lại ký ức của nó thôi mà. Anh hiểu tâm trạng của Mỹ Anh lúc này. Sống mà không biết mình là ai là một điều cực kỳ tồi tệ. Ai lâm vào hoàn cảnh như em ấy cũng muốn biết trước kia thân phận mình như thế nào, sống ra sao. Với lại Mỹ Anh vô ba là có mục đích, chứ không phải tới đó để chơi bời. Con nghĩ chúng ta nên thông cảm và thương em ấy, chứ không phải là trách mắng như vậy đâu. Chị đã kể cho em nghe tất cả về quá khứ của em rồi. Em còn không tin chị, em còn đi tìm kiếm câu trả lời từ ai khác nữa. Minh Anh, chị là chị của em mà. Thôi đi, còn để cho em nó yên được không? Đúng rồi đó con. Má với cô Út á, lo mà coi chừng nó đi. Đừng có bao giờ để xảy ra mấy chuyện như vậy nữa. Tôi mệt cái nhà này lắm rồi. Minh Anh, Minh Anh. Dạ con xin lỗi, lẽ ra giờ con không nên nói những điều như vậy. Nín đi con. Minh Anh nó bị làm sao vậy? Em nó bị bắt á, gọi điện cho nó kêu nó vô đồn công an bảo lãnh em nó về, nó cũng không chịu đi. Rồi từ đêm cho tới sáng nó cũng không gọi điện hỏi han em nó một tiếng nào. Rồi qua đây la lối sùm vậy đó, không còn nhận ra nó là Minh Anh của ngày xưa nữa. Không thể nào nhận ra nó nữa.
Xe bị sao vậy anh? Anh, em xin lỗi anh nhiều nha. Chuyện gia đình của em làm phiền tới anh. Anh không hề phiền muộn chuyện của Mỹ Anh. Người khiến cho anh phiền muộn chính là em đó. Em hả? Tại sao Mỹ Anh gặp chuyện em không báo cho anh biết? Em không tới giúp. Sao em có thể bỏ mặt má với lại cô như vậy chứ hả? Em xin lỗi. Tại vì lúc đó khuya quá rồi, em không có ra ngoài được. Em không muốn gia đình anh biết chuyện này, thấy xấu hổ lắm. Cô Út nói đúng. Em bây giờ thay đổi nhiều lắm. Em không còn là Minh Anh của trước kia nữa. Trước kia Minh Anh luôn coi gia đình là số một, là niềm tự hào. Mỗi khi nhắc tới gia đình, nhắc tới em gái, Minh Anh luôn dùng những lời lẽ trìu mến nhất và luôn bênh vực mỗi khi mà ai đó nói điều không tốt về em gái của mình. Còn bây giờ em thì sao hả? Anh thực sự là không hiểu tại sao em có thể dùng những lời lẽ nặng nề mạt sát em gái của em, trong khi em gái của em chỉ ngồi yên đó và khóc. Em không hề hỏi thăm là em gái của em nó gặp khó khăn gì khi ở chỗ công an hay không hả? Có bị đám bạn xấu kia làm đau hay không? Em không hề hỏi. Anh à, tại vì em không muốn chuyện này ảnh hưởng tới gia đình anh, tới tập đoàn, nên em mới không kiềm chế được. Em không muốn ba má anh ghét em. Anh đừng giận em nha. Anh Minh Anh, em làm ơn trở về làm Minh Anh trước kia được không? Anh bắt đầu cảm thấy sợ em rồi đó. Em đừng có buồn nữa. Em có lỗi gì hết á? Không, em là một kẻ xấu xa. Em chỉ toàn gây phiền phức cho gia đình của em. Em thấy bản thân của mình rất tồi tệ, rất tội lỗi. Đừng có bao giờ nghĩ như vậy. Em là một cô gái tốt, là một cô gái rất tốt. Anh xin lỗi đã đưa em vào hoàn cảnh này. Anh tin là có một ngày mọi người sẽ biết em là ai. Con xin lỗi ba má vì chuyện của nhà con mà làm phiền tới ba má. Em gái của con là một người rất đáng thương. Hiểu rõ mọi chuyện rồi, ba má không có thấy phiền gì đâu. Con đừng có lo. Ừ, đúng đó. Nghe kể chuyện mà thấy thương nó quá. Còn người ta không thể nào sống mà không biết mình là ai. Nếu con có thời gian, nên chuyện trò và quan tâm đến em nhiều hơn nha. Dạ. À, dạ con vô công ty đây. Hôm nay là ngày hai đứa cùng nhau đi làm. Ba chúc cho mọi việc thật tốt đẹp, nhất là con đó Minh Anh. Bà chúc cho con có một khởi đầu thiệt là suôn sẻ. Dạ con cảm ơn ba má. Thưa ba má con đi. Ừ. Con đi nha ba má. Tôi đã đi gặp một số người, đến một số nơi mà mọi người nói trước đây tôi thường hay lui tới. Nhưng thật sự tôi không thể nhớ được gì hết. Mọi thứ cứ như là một lớp sương mù bao quanh tôi vậy. Rồi người thân bạn bè họ đã nói gì vậy cô? Dạ, cô có cảm nhận được một chút xíu nào về những lời họ nói hay không? Theo lời của tất cả mọi người nói thì trước đây tôi là một con người rất tồi tệ. Nhưng tôi không tin. Tôi cảm thấy tất cả những lời nói đó rất xa lạ đối với tôi. Nó giống như là nói về một người nào khác.
chứ không phải là tôi. Những lời người khác nói chỉ là thông tin chủ quan về phía họ, cho nên cô cũng đừng quá đau lòng. Lời khuyên của tôi dành cho cô là cô chỉ nên tập trung lắng nghe những người mà trực giác của cô mách bảo rằng họ là những người đáng tin cậy. Thì vậy rồi buổi họp kết thúc. Nhưng wow. Hey, coi kìa. Hay mới ta. Công ty mình hả? Ai vậy không ta? Biết nữa. Nhìn đẹp á. Hàng phát bây giờ làm tốt ghê ha. Nhìn giống y như thiệt vậy. Hôm nay hàng phát tới công ty làm gì vậy? Đó là chuyện của tôi, không cần anh quan tâm. Nói như vậy là không được rồi. Dù sao thì mình cũng đã từng có thời gian mặn nồng bên nhau mà. Bây giờ tôi đã là em rể tương lai của cô, bổn phận của tôi là phải quan tâm chứ. Chắc cô thất vọng lắm hả? Tôi đâu có tàn phế gì đâu đúng không? Xui quá, tôi vẫn còn bình thường. Lần sau cô muốn làm cái gì á, nói với người của cô mạnh tay một chút, làm tôi biến mất luôn càng tốt. Như vậy mới mong thoát khỏi được tôi nha. Anh nói tầm bậy tầm bạ cái gì đó, tôi không có hiểu. Đúng là hàng phách, diễn cũng tệ nữa. Thôi cô diễn thấy chán quá, tôi muốn xem nữa. Thôi, tôi bận việc rồi, tôi không có thời gian đứng đây nói chuyện tình cảm với cô. Đi trước nha. À, còn một cái nữa mà tôi quên. Hôm nay công ty muốn cô gặp người đại diện của Thuận Thành đó. Tôi lo cho cô quá à. Hàng giả nhưng mà đẹp vậy, nhưng mà bên trong cái đầu xinh đẹp này toàn thứ cặn bã xấu xa. Tôi rất nóng lòng muốn xem cô giải quyết như thế nào đây. Rồi ông diễn sẽ tóm được cái đuôi cáo của cô thôi. Chào mừng Minh Anh. Chúc mừng em, mừng em trở lại công ty nha. Cảm ơn, cảm ơn mọi người. Chị nhớ em quá à. Minh Anh bây giờ nhìn đẹp quá à. Mà còn sang trọng nữa. Đúng đó, bây giờ là giám đốc phu nhân rồi mà. Thôi, biết mọi người ai cũng vui khi thấy Minh Anh đã trở lại. Nhưng hôm nay chúng ta có rất là nhiều việc cần phải giải quyết cho xong. Mọi người về vị trí của mình đi, Hàn Nguyên tâm sự sau nha. Chỗ của tôi đâu? Hả? À, đây là chỗ dành cho cô. Để tôi mở cho cô coi qua những cái dữ liệu cần dùng cho việc đàm phán hợp đồng bên phía Thuận Thành. Cô cũng phải chuẩn bị thật kỹ trước khi làm việc với ông Vĩ. Những thông tin vậy cô coi có ổn hay không? Tôi biết rồi. Ok, xong rồi. Bây giờ tôi đi họp đây. Cái quái quỷ gì đây? Sao ra toàn tiếng Anh vậy nè? Giống với ánh mắt của Minh Anh trước kia. Sao họ lại có thể giống vậy chứ? Khùng quá. Họ là chị em sinh đôi, giống nhau thì có gì đâu lạ. Thank you.
Hợp với em lắm á. Em không thích hả? Anh thấy đẹp mà. Thôi, em không mua cái này đâu, mắc lắm. Không sao, để anh mua cho em. Em không cần đâu. Em sao vậy? Bộ em sợ anh không đủ tiền mua chiếc váy đó cho em hả? Đâu có, em biết anh giàu mà. Vậy là lấy cái váy đó đi, anh thấy nó hợp với em mà. Thôi, anh thường khen dáng người em đẹp, vậy thì em mặc cái gì cũng đẹp hết. Đồ đắt tiền quá, em tiếc sao không dám mặc, hoặc mặc cũng không thoải mái nữa. Anh xem nè, đồ ở đây không có quá mắc nhưng mà rất là đẹp. Chiếc váy này vừa sang trọng vừa kín đáo, rất hợp với phong cách của em. Em thích. Cái này rất đẹp đúng không anh? Anh Hải Đăng. Hải Đăng. Anh sao vậy? Mời anh vô nhà. Dạ, em mời anh ngồi. Để em vô pha cho anh ly trà nha. Thật kỳ lạ, sao mình cứ có cảm giác rất thân thuộc với cô gái này. Mời anh uống trà. Trà lại. Em cũng thích uống trà lại sao? Dạ, em thích lắm. Chắc là trước đây em cũng đã từng thích uống loại trà này, nên là cảm giác rất là thân thuộc. Hôm nay nhìn em khác quá. Em thấy cái đầm này chị Minh Anh bỏ lại ở trong tủ. Đồ của em sao toàn mấy thứ nhìn rất là kỳ. Em cũng không có thích chút nào hết. Em không biết tại sao trước đây em lại thích mặc mấy bộ đồ đó nữa. Bây giờ em không thích mặc thì bỏ đi. Mặc cái gì mình thích là được rồi. Chuyện mới đây Minh Anh hơi quá lời. Anh thay mặt chị ấy xin lỗi em nha. Dạ, không đâu anh. Chỉ vì lo cho em nên mới nói như vậy thôi. Với lại em cũng thấy em có lỗi mà. Em quên chưa xin lỗi anh với hai bác bên nhà. Mọi người đã vì em mà tốn kém quá nhiều rồi. Em chưa đền đáp được gì mà lại còn gây ra thêm chuyện nữa. Không đâu, gia đình của anh không nghĩ gì đâu. Em đừng có lo. Với lại dù sao bây giờ mình cũng là người nhà rồi, giúp đỡ nhau là chuyện bình thường mà. Mỹ Anh. Em đi với anh tới chỗ này nha. Đi đâu hả anh? Rồi em sẽ biết.
Alo, trung tâm dịch thuật hả? Tôi cần dịch gấp một tài liệu tiếng Anh sang tiếng Việt. Cũng không biết là nhiêu chữ nữa. Chắc khoảng 500 A4 hay sao á. Chuyên ngành hả? Kỹ thuật, chuyên ngành xây dựng. Cái gì? 2 ngày hả? Không được. Tôi cần nó gấp trong ngày hôm nay. Người có chuyên môn về chuyên ngành này đang bận hả? Thôi được rồi, cảm ơn. Trời ơi, trung tâm dịch thuật cái gì? Mắc mệt. Cũng sắp tới giờ nghỉ trưa rồi. Hay là mình cứ rủ chồng ra nhà hàng ăn trưa trước đã. Mọi chuyện tính sau đi. Dạ chào quý khách. Ủa, sao anh lại dắt em tới đây? Vì bên anh vô ý làm cho em buồn, cho nên anh thay mặt cô ấy chuộc lỗi với em. Nhưng mà em đừng có băn khoăn gì hết đó. Cứ lựa chọn thoải mái đi, thích cái gì lấy cái đó. Đang trong giờ làm việc mà anh đi đâu vậy ta? Thôi, mình đi chỗ khác nha anh. Sao vậy em? Ở đây mắc quá à. Em không mua đâu. Mình kiếm chỗ nào rẻ hơn nha anh. Sao giống y như cảnh tượng với Minh Anh trước kia vậy? Em đừng có nghĩ nhiều, cứ lựa thoải mái đi. Đợi anh chút. Dạ. Anh nghe. Chồng yêu, anh đang ở đâu vậy? Anh có chút chuyện phải ra ngoài. Em đi ăn với vợ chồng anh Dương đi. Mọi người lâu lắm rồi mới gặp em. Chắc là có nhiều chuyện muốn nói với em lắm đó. Dạ em biết rồi. Em cúp máy đây. Chán chết được. Ráng kiên nhẫn một chút nữa thôi. Mình sẽ có tất cả mọi thứ. Tất cả mọi thứ ở đây sẽ thuộc về mình. Minh Anh, cô làm tới đâu rồi? Chừng nào tôi làm xong rồi tôi báo. Anh mắc gì mà cứ thúc giục tôi hoài vậy? Không, tôi chỉ hỏi vậy thôi. Mà tới giờ ăn trưa rồi. Cô có xuống căng tin ăn cùng với vợ chồng tôi không? Căng tin hả? Ừ. Xin lỗi nha, tôi không có thích. Anh kỳ ghê á. Người ta bây giờ đã bước vào thế giới quý sở tộc rồi, đâu có còn bình dân như trước kia nữa. Mà anh rủ người ta xuống căng tin ăn trưa. Giữa tôi với mấy người bây giờ đâu có còn cùng đẳng cấp nữa đâu. Đừng có mà giả bộ thân thiết. Uổng công anh lựa cho em quá trời đồ. Em bỏ lại hết trơn. Dạ thôi, em thấy như đây là nhiều lắm rồi đó anh. Em muốn đi đâu không? Anh đưa em đi. Hôm nay anh không phải đến công ty hả? Ừ, có chứ. Nhưng mà tại anh làm việc căng thẳng quá, anh muốn ra ngoài đi dạo một chút cho thoải mái. Bí Anh. Dạ. Lâu lâu em ra ngoài, anh dắt em đi ăn kem nha. Hay là mình gọi rủ chị Minh Anh đi chung nha anh. Chị em bận rồi, hôm nay không đi được. Dạ.
Cái quỷ gì đây không biết nữa. Anh Dương, tôi cầm tài liệu này về nhà làm tiếp được không? Tôi để quên thuốc ở nhà, bây giờ tới giờ uống thuốc rồi. Chị cũng mang về đi, nhớ hoàn thành trong chiều nay đó. Ê, không biết do tai nạn làm cô ta thay đổi hay chính đồng tiền làm cô ta thay đổi nữa. Là tiền, là địa vị, giờ trong mắt cô ta, tụi mình chỉ là hạng tôm tép. Nè, cái này nè, em đánh ra ba bản cho anh nha. Y chang như vậy luôn. Có nha. Giống vậy đúng không? Đúng rồi, y chang như vậy luôn. Dạ ok anh. Cái này của em nè. Dạ. Coi lại chỗ này giúp anh. Xử lý giùm anh nha. Dạ. Băng của em nè. Dạ. Anh Việt Lâm. Cảm ơn em. Anh khỏe chưa mà anh lại đi làm vậy? Anh đâu có sao đâu. Anh khỏe mà. Khỏe lắm rồi. Anh nè. Dáng vẻ tất bật của anh trông rất là quyến rũ luôn á. First law, upper law, Greek word, waterproofing, wall bend. Mỹ Anh, em nhớ lại được rồi hả? Dạ không, em vẫn chưa. Chứ em đọc gì vậy? Sao em biết tiếng Anh? Em cũng không hiểu nữa, tự nhiên thấy nên em đọc vậy thôi à. Đi qua đây. Em đọc đi. Em đọc hiểu được cái văn bản này không? Dạ, được mà chị. Em thấy cũng dễ. Vậy em dịch cho chị nha. Chị đang cần gấp. Không biết tự nhiên sáng giờ đó của chị lan man sao á. Dạ, để em làm cho. Trời ơi, thần tốc thiệt nha, em giỏi thiệt đó. À, Mỹ Anh. Dạ. Với những điều kiện mà phía đối tác đặt ra như vậy, nếu là em giải quyết làm sao? Nếu là em, để giữ chân đối tác, nhất định em phải chiều theo ý của họ. Ủa, nhưng mà nếu chiều theo ý của họ, không phải mình sẽ bị thiệt hả? Không, đương nhiên là không thể nào đáp ứng hoàn toàn tất cả những yêu cầu của họ được. Nhưng mà mình có thể thử thương lượng với khách hàng, giảm giá thành xuống một chút để cân bằng quyền lợi của cả hai bên. Rồi tôi ra nè.
Dạ. Sao? Nói đi. Chị, nè chị. Ừ, được rồi. Để tôi sẽ thu xếp. Ừ. Ủa, có chuyện gì hả? À, không có chuyện gì đâu cô Út. Không có chuyện gì? Sao nhìn anh thất thần quá vậy? Ở dưới quê điện lên báo là bà cô của tôi bệnh nặng lắm. Trời, chết. Vậy giờ anh tính sao? Chắc là chiều nay tôi về, rồi sáng mai tôi lên sớm. Ừ, không sao đâu, anh cứ thong thả đi. Ở trên này có tôi với chị hai lo cửa tiệm được rồi. Anh cứ yên tâm đi. Còn bé Bông? Trời, anh cứ lo chuyện của anh đi. Bé Bông có tôi rồi, anh yên tâm. Mà nè, một chút bớt bớt khách, anh tranh thủ về sớm đi, đừng đi tối quá, tôi không yên tâm. Tôi cảm ơn cô Út nghe. Cảm ơn gì? Thương lượng với khách hàng, giảm giá thành sản phẩm. Em có những ý tưởng rất là hay đó nha. Chị rất là tự hào về em. Em cũng chỉ nói theo những ý kiến chủ quan của mình thôi, chứ chuyện công ty làm sao mà em biết rõ được. Không sao, chị chỉ tham khảo ý kiến của em thôi à. Em đừng lo. Mỹ Anh, chị thấy em thông minh như vậy, hay là em học tiếp đi, đi ra nước ngoài du học chẳng hạn. Em đi nước ngoài du học hả? Không phải hồi đó chị nói với em là em rất là lười học hả? Trời ơi, trước khác bây giờ khác. Bây giờ em chín chắn hơn nhiều rồi. Em nên ra nước ngoài học đi, đừng có lo chuyện tiền bạc gì hết á. Cái đó để chị lo. Ở bên châu Âu có rất là nhiều cơ hội tốt, thích hợp để cho em phát triển bản thân. Dạ thôi, em không đi đâu, nhất là trong lúc này. Em thật sự không muốn đi hả? Dạ, em không muốn đi đâu hết. Vì việc làm đúng không? Em yêu anh ta hả? Chị biết, chị hiểu là em ở cạnh anh ta chỉ vì biết ơn thôi. Nhưng mà như vậy anh ta không có hạnh phúc đâu em. Chia tay anh ta đó là cách tốt nhất cho cả hai á. Nhưng mà anh ấy đã ở bên cạnh em và giúp đỡ em trong những lúc em khó khăn mà. Em nghĩ anh ta yêu em thiệt hả? Anh ta là một kẻ đào mỏ. Đào mỏ? Em có cái gì đâu để anh đào mỏ. Em không biết hả? Em là em chị, mà em cũng biết nhà chồng chị sao rồi á. Anh ta chỉ muốn thông qua em để có thể trở thành người nhà của tập đoàn K&D thôi. Nhưng mà em với anh Việt Lâm yêu nhau trước khi chị lấy anh Hải Đăng mà. Tất cả mọi người đều nói như vậy. Thì đúng là như vậy. Nhưng mà em nghĩ đi, nếu như người chị lấy không phải là anh Hải Đăng mà là một ai khác, anh ta đá em lâu rồi. Em nghe chị đi, chia tay anh ta đi, mặc kệ anh ta. Điều quan trọng nhất là em phải lo học hành, tập trung phát triển bản thân. Hình như là chị đang muốn đuổi em đi đúng không? Đâu mà có, chị chỉ lo cho tương lai của em thôi. Em cũng biết rồi đó, quá khứ của em cũng đâu có tốt đẹp gì. Em ở đây rất là dễ lâm vào con đường cũ. Mà nếu bây giờ em muốn cắt đứt, làm lại từ đầu cũng khó lắm. Tất cả mọi người đều biết mặt em, đều biết hết sự xấu xa của em. Em làm sao có thể thay đổi được suy nghĩ của mọi người? Bây giờ chỉ có cách là em đi ra nước ngoài, tới một nơi không ai biết em, thì em mới có thể làm lại cuộc đời thôi. Em yên tâm đi, đừng có vướng bận gì hết. Má với cô Út để chị lo cho. Em cảm ơn chị, nhưng mà em không đi đâu, khi mà em chưa tìm lại được ký ức của mình. Ký ức của em chỉ là một mớ dẻ rách hỗn độn.
Mà cái mớ gì mà em cứ khổ sở tìm lại hoài vậy? Có cái này, chị chưa có nói cho em. Trước khi bị tai nạn, em đã tuyên bố chia tay anh ta rồi. Em đã cắt đứt mối quan hệ với anh ta rồi. Em chia tay anh ấy. Tại sao em lại chia tay anh ấy? Vì anh ta là một kẻ bất tài. Anh ta đâu có lo gì được cho em. Anh ta cứ luôn miệng nói yêu em, nhưng mà tình yêu đâu có nuôi sống được em. Còn gia đình anh ta nữa, má anh ta thì lúc nào cũng đau bệnh, em gái thì bị thần kinh. Tóm lại là gia đình của anh ta chẳng ra gì. Không, những suy nghĩ đó không thể nào là của em được. Chính em là người nói cho chị tất cả những chuyện đó. Thời gian qua chị không có nói với em, tại vì chị thấy anh ta còn tới bệnh viện thăm nom em, có lợi cho em. Nhưng mà bây giờ em khỏe rồi, em đâu có cần anh ta làm gì. Cắt đứt với anh ta và đi ra nước ngoài học, đó là hai điều em cần làm lúc này đó. Thôi đủ rồi, chị đi đây. Em cứ ở lại và suy nghĩ kỹ những lời chị nói. Không. Không. Đó không phải là mình. Đó không thể nào là mình được. Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Đúng là phong cách từng làm việc của mình anh đây rồi. Anh coi như vậy được chưa? Để tôi còn làm chi tiết nữa. Được. Tôi sẽ phản hồi sau khi tôi đọc xong. Ê, đi làm gì mà không có giờ giấc gì hết trơn á. Muốn đi khi nào đi, về khi nào về. Cô ấy vẫn chưa trở lại làm chính thức mà. Chỉ trở lại làm theo yêu cầu của ông Dĩ thôi. Vào đi. Anh đang làm việc hả? Sao em không làm việc, lại lên trên này? Người ta nhớ anh mà. Thôi, để anh làm việc nha. Anh còn giận em hả? Đàn ông gì mà giận dai quá vậy? Em xin lỗi mà. Có chuyện gì tối về nhà nói. Giờ anh phải giải quyết công việc rồi. Chị biết, chị hiểu là em ở cạnh anh ta chỉ vì biết ơn thôi. Nhưng mà như vậy anh ta không có hạnh phúc đâu em. Chia tay anh ta đó là cách tốt nhất cho cả hai á. Tại sao chị Minh Anh lại ghét anh Diệt Lâm đến như vậy? Sao chị lại muốn mình chia tay anh Diệt Lâm? Rồi còn chuyện chị muốn mình đi về quê. Rồi bây giờ thì lại muốn mình đi du học. Tại sao lúc nào chị cũng muốn đuổi mình đi hết vậy? Chị Mỹ Anh ơi, cô Út kêu chị xuống ăn cơm kìa. Đi, mình đi em. Dạ. Đi chị. Mỹ Anh, ra ăn cơm nè con. Dạ cô Út. Ừ, để Bông qua đây. Đây, ngồi ở đây với cô Út. Nè. Để cô múc canh cho con ăn, nghe. Dạ. Để con bới cho má. Được rồi. Em cảm ơn chị hai. Dạ. Nè, con cảm ơn con. Má, con mời cả nhà mình ăn cơm. Ừ, cả nhà mời con ăn. Con. Dạ. Con ăn ngoan đi, rồi ngủ thiệt là ngon. Sáng mai á, cô Út sẽ chở con đi học. Khi trưa bà còn lên á, đem về nước cho hai cô cháu mình ăn. Dạ. Cho chị Mỹ Anh với cô hai ăn nữa. Ừ. Bé Bồng giỏi. Bé Bồng Thảo ăn nè. Ăn đi con. Dạ.
ăn đi con. Má ơi. Ừ? Gì con? Má có muốn con đi du học không má? Ủa Ngộ à, nào giờ con đâu có thích đi học đâu, sao tự nhiên hôm nay đòi đi du học? Con cũng biết đó, nhà mình đâu có khả năng cho con đi nước ngoài. Rồi tiền học hành nè, tiền ăn ở nữa, má đâu có thể lo nổi. Với hơn nữa là con chưa có khỏe hẳn mà. Mà con thích đi du học thiệt hả? Hay là chỉ muốn qua bên đó chơi thôi? Dạ, hiện tại thì con không muốn đi đâu hết. Ngay cả đi chơi hay là đi du học, ý đó là của chị hai biểu con đi. Chị nói là chị sẽ lo hết toàn bộ chi phí cho con, nhưng mà con không có muốn. Thiệt tình thì má không muốn con đi, ít nhất là trong thời gian này. Má không yên tâm khi con một mình tới nơi xa lạ. Mà nếu như con muốn đi á thì, còn nếu như con không muốn á thì mặc kệ chị con đi. Con cứ ở đây với má, rồi sau này mình tính tiếp nha. Dạ. Cô Minh Anh, cô Minh Anh, cô giúp tôi với. Tôi làm tới đây rồi, tôi phải làm sao nữa hả cô? Thôi tôi bận lắm, cô tự mò đi. Thời tiết giờ này thích quá má. Ừ, hôm nào đi dạo nữa nha con. Dạ má. 4, 10. Dạ. Sao con đứng đây? Dạ, tại con đang đăng lên. Mà đang tới đây á, con không biết phải làm sao. Thấy cô Minh Anh đi qua, con có hỏi cổ, mà cổ kêu cổ bận nhiều gì, cái cổ đi luôn. À, chị Minh Anh phải chuẩn bị giấy tờ, để ngày mai còn gặp đối tác nữa. Để đây tôi chỉ cho. Dạ. Biết không đó? Ừ, con gái của má tuy không có giỏi giang gì, nhưng mà cái gì cũng biết chút chút. Không tin được luôn đó. Nhìn em lúc này mới thực sự giống với Minh Anh trước kia. Có cần anh giúp gì không? Cảm ơn anh, nhưng mà em nghĩ em có thể làm tốt việc này. Trong đầu em có một vài ý tưởng rồi. Hay là anh đi làm nước gì cho em uống đi nha. Đợi anh chút. Dạ. Trả lại của em nè. Thôi, anh đi làm cho em ly cà phê đi, em đâu có thích uống trà đâu. Mời anh. Thơm quá à. Từ lúc quen em tới giờ, anh bắt đầu nghiện trà lại này rồi đó. Em cũng rất là thích trà lại. Mùi hương thật là dễ chịu, mà lại không có gây mất ngủ. Mỗi lần mà làm việc căng thẳng là em phải uống một ly trà lại đó.
Alo, tôi nghe. Anh bị sao vậy? À, không sao, tôi bất cẩn bị té thôi, không sao. Anh với lại Mỹ Anh tính là khi nào đám cưới? Chưa. Tôi chưa có gì trong tay hết. Bây giờ cô cũng quên hết chuyện của quá khứ. Hiện tại tôi chỉ coi nhau như bạn. Anh là một người giỏi và tốt bụng nữa. Tôi tin là chỉ cần anh cố gắng một chút nữa thôi, chắc chắn cơ hội thăng tiến sẽ đến với anh. Cố lên. Cảm ơn anh. À, còn chuyện của Mỹ Anh, nếu như cần gì thì cứ nói với tôi, tôi sẽ giúp đỡ. Tại vì Mỹ Anh cũng là em vợ tôi, và bổn phận của tôi là phải lo cho em ấy mà. Thôi, đừng nói chuyện của tôi nữa, hãy nói chuyện của anh đi. Anh có hạnh phúc không? Giờ thì tôi mới hiểu câu nói hôn nhân là một hiện thực rất khác với những gì mà khi yêu người ta thường tưởng tượng ra. Mọi chuyện dường như khác đi rất nhiều với những gì tôi từng nghĩ, từng hy vọng. Sau khi cưới nhau, điều này nghe có vẻ rất lạ, nhưng mà anh có hiểu được cảm giác tôi đang sống với một người mà không phải người con gái mà tôi đã từng yêu trước đây, một người hoàn toàn khác. Nghe lạ lắm đúng không? Cũng phải thôi. Bây giờ cô đã là một người khác rồi mà. Hả? Ý của anh là gì? Ý tôi là con người sẽ thay đổi, nhất là phụ nữ. Giờ anh lại là người vừa mới trải qua một tai nạn thảm khốc. Anh nói cũng đúng, nhưng mà tôi không nghĩ cô ấy lại thay đổi nhiều tới như vậy, giống như là một người hoàn toàn khác. Vậy anh có hạnh phúc với phiên bản mới của vợ mình không? Có hạnh phúc không hả? Tôi cũng không biết nữa. Nhiều lúc tôi cảm thấy vô cùng hụt hẫng, rất là xa lạ với người con gái đang sống bên cạnh mình. Nhưng rồi có lúc tôi cảm thấy thương cô ấy vô cùng. Bởi vì chính bản thân của tôi là người chứng kiến những khó khăn mà cô ấy phải trải qua, những đau khổ về thể xác mà cô ấy phải gánh chịu. Cho nên là tôi luôn dặn mình phải mở lòng yêu cô ấy, bỏ qua tất cả những tiểu tiết khiến hạnh phúc chúng tôi bị sứt mẻ. Cho nên là anh hỏi tôi có hạnh phúc không, tôi hoàn toàn không thể trả lời chính xác. Còn anh thì sao? Tôi nghe người bên nhà vợ tôi nói là Mỹ Anh thay đổi rất nhiều hả? Mọi người không biết cho nên mới nói vậy. Trong mắt tôi, Mỹ Anh vẫn là Mỹ Anh. Dù có chết đi sống lại thì cô vẫn không thay đổi gì hết. Mỹ Anh đúng là may mắn khi có một người đàn ông hiểu cô ấy đến như vậy. Anh Đăng, anh giúp tôi một chuyện được không? Được, anh cứ nói đi. Nếu như trong khả năng của tôi rất sẵn sàng. Hiện tại tinh thần của Mỹ Anh không được tốt lắm. Tôi nghĩ nếu như mà cô tìm được một công việc gì đó đi làm thì mọi thứ sẽ tốt hơn. Tôi muốn xin cho cô vô khen đi để làm. Cô chỉ bị mất trí nhớ thôi, tinh thần thì hoàn toàn bình thường. Anh cũng biết chuyện này mà đúng không? Minh Anh à, tôi sẽ từng bước đưa em về lại vị trí của mình, ở môi trường quen thuộc đó. Có khi em sẽ sớm nhớ lại mọi thứ, và kẻ giả mạo kia sẽ phải run sợ khi nhìn thấy em mỗi ngày.
những lúc ngắm nhìn em ngủ, anh mới thấy em đúng thật là em, xinh đẹp, dịu dàng. Minh Anh, anh thật sự không muốn chúng ta có khoảng cách với nhau đâu. Anh phải làm sao để em trở lại là em như trước? Anh phải làm sao hả em? Tới giờ rồi, chúng ta đi thôi. Đi thôi. Đi. Các phương án của cô đưa ra thật là lý thú. Tôi nghĩ là ông Dĩ sẽ rất hài lòng. Đúng là cô Minh Anh đã thật sự trở lại như xưa. Tác phong nhanh gọn, chuẩn xác. Minh Anh, cô sao vậy? Tự nhiên tôi nhức đầu quá, choáng váng nữa. Để tôi gọi cho giám đốc nha. Đừng, anh đừng có gọi cho chồng tôi. Tôi không có muốn chồng tôi lo lắng. Nhưng cô, thôi, để tôi đưa cô tới bệnh viện vậy. Thôi, không cần đâu. Tôi nghỉ ngơi một chút là khỏi à. Cũng sắp tới giờ gặp ông Dĩ rồi. Hay là anh đi đi, đừng có để mất hợp đồng này. Nhưng mà người ông Dĩ cần gặp để trao đổi lại chính là cô mà. Tôi sẽ gọi cho ông ấy. Thấy tình trạng của tôi như vậy, chắc ông ấy sẽ thông cảm thôi. Tôi không sao đâu, nghỉ ngơi một lát là sẽ khỏi. Kể từ lúc bị tai nạn tới giờ, cứ mỗi lần căng thẳng là tôi lại bị như vậy. Nhưng mà tôi có hỏi bác sĩ rồi, bác sĩ nói là không sao, từ từ sẽ khỏi. Anh Dương nè, anh đừng có nói cho chồng tôi, cũng đừng có nói cho ai biết hết nha. Tôi không có muốn mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại, cũng không muốn trở thành mối bận tâm cho chồng tôi. Anh hứa đừng có nói với ai nha anh Dương. Được, tôi sẽ không nói. Nhưng cô nhớ nghỉ ngơi đó. Tôi biết rồi. Cảm ơn anh nha. Lát tôi gọi ông Dĩ. Tôi đâu có ngu mà tới đó. Tới đó lộ hết bí mật của tôi thì sao? Tôi thì biết gì về chuyên ngành xây dựng đâu chứ. Mời tụi con vô. Đây, hai đứa dùng gì? Dạ, cho con hai tô tái bồ viên. Dạ. Ủa, Minh Anh mới tới hả con? Anh ơi, cho hai tô tái bồ viên. Rồi, có luôn. Xong rồi đi xem phim nha em. Dạ. Ủa, hôm nay con không có đi làm sao mà qua đây? Công ty nhà chồng con mà. Con muốn tới làm thì làm, con muốn nghỉ thì nghỉ. Có ai nói được gì con đâu. Con ăn sáng chưa? Để má nấu phở cho con ăn nha. Con ăn rồi. Vậy thôi ngồi đó đi, má đi làm công chuyện.